khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 97: Bạn tỉnh lại rồi thì còn gì là mộng? Khoa học gia, triết học gia ngày nay, những nhà tôn giáo, họ đối với vũ trụ nhân sinh có sự giác ngộ tương đối. Tuy rằng có giác nhưng không được xem là chánh giác. Cái tiêu chuẩn chánh giác trong Phật Pháp: điều kiện thứ nhất, đối với vũ trụ nhân sinh có sự giác ngộ tương đối. Điều kiện thứ hai là muốn bạn đoạn phiền não, bạn đích thực có thể đem những cái duyên tham, sân, si, mạn đoạn dứt, chân thật phù hợp tiêu chuẩn của giác, chánh, định mới được gọi là chánh giác. A-la-hán đã đạt được đến các mục tiêu này rồi. Phật là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hay nói cách khác, Phật là vô sở bất tri, vô sở bất năng. Ở trên kinh Phật nói ra chân tướng của vũ trụ nhân sinh cho chúng ta nghe. Có rất nhiều việc chúng ta có thể lý giải được. Còn có rất nhiều hiện tượng là năng lực hiện tại của chúng ta vẫn không thể đạt đến, thậm chí đến tư tưởng học thuật, khoa học, kỹ thuật của chúng ta đều không đạt đến được. Thế nhưng không thể nói là nó không tồn tại. Thí dụ như người Ấn Độ nói sáu cõi luân hồi. Sáu cõi luân hồi là không phải trong Phật Pháp nói. Bà La Môn giáo, Số Luận, Du Già Ngoại Đạo của Ấn Độ xưa đều nói ra cái này. Hay nói cách khác, trước khi Thích Ca Mâu Ni Phật ra đời, người Ấn Độ đã nói ra sáu cõi luân hồi rồi. Hơn nữa, lại có rất nhiều tôn giáo, năng lực tu hành của họ đích thực có thể đạt đến cõi trời sắc giới và vô sắc giới. Tình hình trong sáu cõi, những tôn giáo cao cấp trong Ấn Độ, họ đều hiểu rõ được rất tường tận. Những sự thật này họ đều biết được rất rõ ràng. Thế nhưng cái tình hình này rốt cuộc do đâu mà phát sinh? Con người có thể siêu việt sáu cõi hay không? Họ thì không còn cách nào, cho nên có câu: biết được lẽ đương nhiên của nó mà không biết được sở dĩ nhiên của nó. Vì vậy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mới giải quyết cái vấn đề này cho chúng ta. Nguyên nhân căn bản của sáu cõi luân hồi chính là mê mất đi chính mình, nên mới có ra cái hiện tượng này. Mê cái gì? Chính là mê mất đi cái vô thượng chánh đẳng chánh giác của chính mình. Vô thượng chánh đẳng chánh giác, Phật nói với chúng ta, tất cả chúng sanh đều có. Hay nói cách khác, trí tuệ viên mãn, đức năng viên mãn, tài nghệ viên mãn là tất cả chúng sanh đều bình đẳng. Ngày nay vì sao bạn bị mất hết vậy? Là vì bạn đã mê mất đi chính mình. Phật Pháp nói không phải là mê ở bên ngoài, mà là bạn mê ở trong tự tánh của bạn, nên mới đem cái hiện tượng này mà biến thành cái hiện tượng sáu cõi luân hồi. Nếu như bạn chân thật giác ngộ rồi, tìm luân hồi cũng không tìm được, làm gì còn sáu cõi nữa chứ? Đây chính là vấn đề của mê và giác. Mê rồi thì giống như chúng ta đang nằm mộng, thì dường như chúng ta nằm mộng. Đó chính là người xưa gọi là trong mộng rõ ràng có sáu cõi, sau khi giác rồi không không cả đại thiên. Khi bạn tỉnh lại rồi thì làm gì còn mộng nữa chứ? Có tìm cũng tìm không ra. Khi chúng ta mê thì cũng như đang nằm mộng, có sáu cõi luân hồi, có cái sự việc này không phải không có, chân thật có.
tuy là có, nhưng nó cũng không phải là thật. Giống như ta ngủ nằm mộng, thế nhưng bạn ở trong mộng không biết là mộng. Bạn cho rằng cái mộng đó là thật, bạn không biết đó là giả, là hư vọng. Đến khi bạn tỉnh lại rồi, bạn mới biết được đó đều là giả. Nếu như ở trong mộng mà biết được chính mình đang nằm mộng, vậy cái mộng đó rất thú vị, nhất định rất tự tại. Cho nên Phật Pháp nói, Phật Bồ Tát ở thế gian là du hí thần thông. Vì sao vậy? Họ biết được họ đang nằm mộng. Chúng ta đang nằm mộng mà không biết được đang nằm mộng. Các ngài biết được, các ngài đang ở trong mộng, cho nên tâm tình cảnh giới của chúng ta hoàn toàn không như nhau. A-di-đà-phật.
Đà Phật.